đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bơ mi. Tình dù chưa phai không tránh được tư lý, ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào vội qua. Xót xa từng kỷ niệm đây vơi, lặng mình mỗi giấc sao không mặn người ơi. Chắc nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời cần tình ngọc ta trọn đời riêng. Là bạn sẽ ta tiễn hồn anh ra một tối đau thương, đồng anh đêm trường đêm khúc yêu đương, chỉ còn cũng buồn đau đùng đớn đau từng tiếng lòng người ơi. Trời đầy ai lại yêu nhau. Các bác và anh em vừa nghe một đoạn karaoke với cái bộ dàn 26 triệu đồng này, đồng bộ cả AV và kết hợp với một quả súp 40 của Joseph. Đấy. Tiếng quánh thì rất là hay, tiếng nhạc thì quá là ok. Chẳng qua là em tắt cái đẩy đi cho dễ nghe này, tắt con vàng thì không tắt đẩy vẫn còn trầm. Cái bộ dàn này vừa rồi em hát thì hát ở cái chế độ dì vợt nhé. À, tiếng nhạc của nó thì những bác mà chưa dùng về âm thanh số bao giờ thì chắc là không biết là mình đang nghe cái nhạc gì. Các bác nghe cảm giác hay, nhưng mà khi các bác đã nghe qua cái âm thanh số chắc chắn các bác sẽ thấy được cái nhạc mình đang nghe trước nó rõ như cỡ nào. Cái bộ này xử lý nhạc cũng cực kỳ hay. Đấy. Nhưng mà thường là những khách mà phải được đến đây trải nghiệm được thì mới biết được là nó khác ở chỗ nào, nó hay như thế nào. Còn khi mà các bác nghe những cái bộ mà các bác căn chỉnh không tốt thì các bác nghe nó dần thành quen đấy. Các bác thấy là nó cứ tưởng nó hay, nhưng khi các bác được nghe cái nhạc em chỉnh thì các bác sẽ thấy là cái nhạc cũ mình nghe nó dở, nó khó nghe lắm. À, một trong cái bộ dàn karaoke mà hiện tại đang dùng con súp 40 JCF, con đẩy DH500 AV quản lý nguồn và con vang số S900P kết hợp với mic 600 Plus và đôi SM112. Dòng loa mới nhất của AV, nguyên bộ sản phẩm này 26 triệu đồng đó nhá. Hát thì quá ok, nhưng mà em hát là em hát ở chế độ dì vợt đấy, còn các bác thì em sẽ để cái echo dễ hát hơn. Còn em hát là hát dì vợt. Những người hát hay hát tốt thì người ta sẽ thích hát dì vợt hơn, chỉ cần giọng khỏe một chút là hát dì vợt là ok. Còn tiếng nhạc thì đảm bảo các bác là ở đây các bác nghe các bác sẽ không phân biệt được đâu. Chỉ khi nào các bác đến nhà em thì các bác mới biết được là cái nhạc giữa khi đã can thiệp và khi chưa can thiệp nó khó chịu như cỡ nào. Nếu như mà khi các bác nghe nhạc em chỉnh rồi mà cho các bác quay lại cái nhạc mà chưa chỉnh không can thiệp mà thì thực sự là nó rất là khó nghe. Đấy, rất là khó nghe. Ok, xin chào tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em nhé.